Mời các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai 25 tháng 6, rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh lên, do đó mưa có khả năng tăng lên về diện và lượng, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, ban ngày ít mưa, đôi lúc có nắng yếu. Mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng nóng, có tác động xả nhiệt nhưng thường xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhất là khu vực miền núi và trung du. Sau đây là phần dự báo thời tiết khu vực Hà Tĩnh đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày đôi lúc có nắng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực miền núi phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, có mây, đêm và chiều có mưa, có lúc mưa vừa và dông, ngày đôi lúc có nắng yếu, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 86%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, ngày có nắng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 88%. Vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nắng gắt, những cơn dông xuất hiện thường được ví là những cơn mưa vàng giải nhiệt. Thế nhưng, dưới góc nhìn của các chuyên gia khí tượng thủy văn thì dạng thời tiết này rất nguy hiểm. Nguyên nhân là bởi mưa dông thường đến đột ngột, không dự báo chính xác về thời điểm hoặc khả năng xảy ra. Trong cơn dông thường có mưa lớn, sấm sét, gió giật mạnh. Hiện tượng này có thể tác động đến cây cối và các vật dụng khiến gãy cành, đổ cây, tốc mái che, biển hiệu rất nguy hiểm. Bởi vậy, khi xuất hiện mưa dông, người dân nên hạn chế ra ngoài trời. Trường hợp đang tham gia giao thông hoặc lao động ngoài trời cần tìm nơi trú ẩn an toàn. Lưu ý là không tránh trú ở các vị trí gần cột anten, trạm biến áp, hàng rào kim loại và cây cao trơ trọi, đề phòng sét đánh. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ C, vùng núi cao có nơi nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 21 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày có lúc nắng yếu. Phía Nam mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày trời nắng. Gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ C, riêng thành phố Đà Lạt từ 18 đến 25 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Phần tin dự báo thời tiết các vùng trong cả nước đã khép lại bản tin của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn một buổi tối tròn đầy niềm vui và hãy nhớ theo dõi các bản tin tiếp theo để chủ động cho các kế hoạch của bản thân và gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.